đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tri ân ông Mai Đức Chung. Hoàng Đức tiến sát danh hiệu quả bóng vàng. Michael Vace của Philippines đe dọa huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tri ân ông Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tâm thư vô cùng xúc động khi ông hay tin huấn luyện viên Mai Đức Chung sắp chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Trước ngày cùng đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung tiết lộ sẽ chia tay đội tuyển sau nhiều năm gắn bó. Tôi nghĩ đơn giản thế này, điều gì đến rồi sẽ phải đến, tôi không thể làm mãi được. Chức vụ nào thì cũng vậy, che già thì măng phải mọc. Đã đến lúc tôi nghỉ ngơi. Hết năm này, khi hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đáo hạn, tôi sẽ nghỉ, ông nói. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thuyền trưởng của đội U17, U18, U20, U23 và Olympic Việt Nam mới đây đã chia sẻ tâm thư rất xúc động khi ông hay tin huấn luyện viên Mai Đức Chung sắp chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gây xúc động với dòng trạng thái bố Chung. Các tuyển nữ thường gọi huấn luyện viên Mai Đức Chung hai tiếng thân thương như vậy. Thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam gây xúc động mãnh liệt với nhiều người, trong đó có tôi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là hiện thân của tình yêu nghề mãnh liệt, thủy chung, son sát với nghề. Hiếm huấn luyện viên nội nào đạt được nhiều thành tựu như ông. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều huấn luyện viên trẻ nói theo. Tên tuổi của ông chắc chắn sẽ còn được nhắc nhiều. Khi được hỏi về người kế nhiệm, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến cử chuyên gia Akira, huấn luyện viên người Nhật Bản đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, điều thuận tiện với chuyên gia người Nhật Bản là việc ông ấy đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã hiểu được nền văn hóa, sinh hoạt của con người tại đây. Cùng với vấn đề chuyên môn, đó cũng là yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một huấn luyện viên ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa nơi đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam. Hoàng Đức tiến sát danh hiệu quả bóng vàng. Tiền vệ 25 tuổi đã giúp câu lạc bộ Viettel giật lại một điểm quý giá tối ngày 27 tháng 10 trước Thanh Hóa ở trận đấu sớm nhất vòng 2 V-League 2023-2024. Như vậy anh đã tiến một bước dài đến danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Có lẽ mùa bóng 2023 đang ủng hộ Hoàng Đức để nhận mọi danh hiệu lớn của bóng đá Việt Nam. Dù không thể giúp Viettel vô địch giải đấu năm nay, nhưng Hoàng Đức lại thắng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Tiền vệ 25 tuổi không ngại khó và tuân thủ mọi đấu pháp ban huấn luyện yêu cầu. Hoàng Đức cũng là một trong số ít những cầu thủ được ông thầy người Pháp tin dùng trên hàng công với chiến thuật mới. Hoàng Đức do đó được cộng thêm điểm trên tuyển, dù thời gian qua thành tích của đội tuyển không mấy ấn tượng. Ở mùa giải 2023-2024, Hoàng Đức được nghỉ ngơi sau trận hòa sau Lam Nghệ An 1-1 tại sân Vinh. Hoàng Đức được nghỉ dưỡng sau hành trình tập trung dài ngày trên tuyển và chỉ trở lại từ vòng 2 tiếp Thanh Hóa ngay tại hàng đẫy. Và như đã đề cập, sự trở lại của Hoàng Đức đã giúp Viettel thoát hiểm ngoạn mục trước đội bóng mà họ đã để thua ở chung kết Cúp Quốc gia 2023. Khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ, tiền vệ này đã có cơ hội và xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ đội khách phải phạm lỗi chịu 11m và Bruno có bàn gỡ khi đánh bại thủ môn Xuân Hoàng. Viettel có trận hòa thứ hai ở mùa giải năm nay, nhưng trận hòa Thanh Hóa nhọc nhằn hơn vì họ bị dẫn trước và chỉ có thể ghi bàn ở những phút cuối. Ở sân Vinh vào 1, Viettel đã dẫn trước sau Lam Nghệ An nhờ bàn thắng sớm của Đức Chiến. Mọi thứ đang ủng hộ Hoàng Đức trên con đường tiến tới danh hiệu cá nhân cao nhất của bóng đá nước nhà năm nay. Khi vận may mỉm cười, Hoàng Đức hóa người hùng của đội nhà vào thời điểm cần ngôi sao tỏa sáng. Sau khi rời sân bằng cáng, Hoàng Đức cũng trở lại ngay với trận đấu mà không phải ra sân. Có vẻ chấn thương của tiền vệ này không quá nặng và có thể thi đấu được trong thời gian tới. Nếu duy trì được phong độ với câu lạc bộ và đặc biệt là khi lên tuyển, cụ thể là hai trận đấu mở màn với Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng tới, Hoàng Đức sẽ tiến một bước dài đến danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam như cách tiền vệ này từng làm được năm 2021. Michael Vace của Philippines đe dọa huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên người Đức dẫn dắt đội tuyển Philippines, ông Michael Vace xác định phải có 4-6 điểm sau hai lượt trận đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 với Việt Nam và Indonesia. Lượt trận đấu bảng F ngày 16 tháng 11, đội tuyển Philippines tiếp Việt Nam trên sân Riza Memorial, sau đó sang Jakarta gặp Indonesia ngày 21 tháng 11. Kế hoạch của huấn luyện viên Michael Vace cụ thể là thắng Việt Nam trên sân nhà và ít nhất là hòa Indonesia tại Bung Karno, Jakarta. Việt Nam, Indonesia và Philippines đều nhắm đến ngôi nhì bảng F. Như vậy, tại bảng F, cả ba đội bóng Đông Nam Á đều không tính đến việc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Iraq vì đây là đối thủ có đẳng cấp vượt trội nên chỉ tính đến khả năng thực tế là chiếm vị trí nhì bảng qua việc căng ra đấu với những đội cùng khu vực Đông Nam Á. Sau khi bốc thăm, nhìn vào các đội ở bảng F, ai cũng đánh giá cao thế chó Luyện Chu Dê bởi thứ hạng FIFA trong top 100 hơn hẳn các đối thủ và thành tích là đội Đông Nam Á duy nhất vào giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, việc đánh giá cao là một chuyện, còn việc hai đối thủ cùng khu vực còn lại là Philippines và Indonesia thì đội nào cũng tuyên chiến và xác định phải vượt qua Việt Nam. Đợt FIFA Day tháng 10 vừa rồi, đội tuyển Philippines âm thầm sang Bahrain đã giao hữu, thua Bahrain 0-1 và thắng Kyrgyzstan 1-0.
Điều đáng nói là cả hai trận đấu này đều đá trong sân kín cổng, không có truyền thông, không có khán giả do yêu cầu của đội tuyển Philippines muốn giấu kín việc thể hiện con người và chiến thuật. Nhìn vào thành phần đội tuyển Philippines hiện nay đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 cũng là vòng loại Asian Cup 2027 cho thấy kinh nghiệm và sức trẻ từ sự pha trộn những gương mặt cựu trào và những cầu thủ mới. Đặc biệt có sự quay trở lại của cựu thủ môn từng bắt ở giải Ngoại hạng Anh cho màu áo của Cardiff, Neil Etheridge, người bắt chính cả hai trận trong chuyến thi đấu giao hữu tại Bahrain. Ngoài ra còn có cựu binh vốn là tay săn bàn gốc Tây Ban Nha, Bienvenido Maranon và Mike Ott, Patrick Richel, Kevin Ingresho, Kenshiro Daniel, cầu thủ gốc Nhật, Stephen Stock, Shadow Reyes cùng với những gương mặt trẻ là Kolobugas, Jesse Curran, Deto và Kevin Ray. Với thành phần này cho thấy đây là một đội tuyển có ưu thế về sức mạnh, thể hình và rất khó chịu, không chỉ với đội tuyển Indonesia mà cả Việt Nam nữa. Tham họ vượt qua Việt Nam và Indonesia để nhận chiếc vé nhì bảng của Philippines đã được huấn luyện viên Michael Vesh chuẩn bị chu đáo và đây cũng là thông điệp gửi đến thầy trò huấn luyện viên Chuze vào ngày 16 tháng 11 tới. Thông điệp cứng gửi đến huấn luyện viên Chuze. Trong quá khứ với thành phần cầu thủ trưởng thành từ bóng đá châu Âu, chơi bóng thực dụng, đội tuyển Philippines từng đánh bại Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình vào thời điểm đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup. Một trận thắng mà đội tuyển Philippines chơi rình rập, thô ráp và khô cứng nhằm vô hiệu hóa sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Calisto thời bấy giờ. Khác với nhiều đội bóng, đội tuyển Philippines đang được Liên đoàn bóng đá Philippines xây dựng tinh thần các tuyển thủ nữ Philippines cho những đồng nghiệp nam, thậm chí là không ngần ngại đưa ra băng rôn. Các bạn đội tuyển nam Philippines hãy chơi bóng đá rực lửa như đội tuyển nữ của chúng tôi. Các chàng trai hãy làm được điều mạnh mẽ và ấn tượng như các cô gái đã thể hiện tại World Cup. Philippines sẽ tiếp thầy trò huấn luyện viên Chuze trên sân Brazan Memorial có sức chứa đến 13.000 chỗ ngồi, nhưng đây là một mặt sân cỏ nhân tạo rất khó chịu với tốc độ đi bóng nhanh và trượt. Một mặt sân mà giới chuyên môn nói rằng đây là cái bẫy để trừng phạt những đối thủ đến thi đấu trên sân nhà của Philippines. Tham vọng vượt qua Việt Nam và Indonesia để nhận chiếc vé nhì bảng F của Philippines đã được Liên đoàn bóng đá Philippines và huấn luyện viên Michael Vesh xây dựng với tham vọng cao cùng sự chuẩn bị chu đáo và đây cũng là thông điệp gửi đến thầy trò huấn luyện viên Chuze vào ngày 16 tháng 11 tới.